Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình rất nhiều màn hình của Huawei Mix 4 XL bị lỗi sọc màn hình và đốm. Rất nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn hỏi về màn hình của Huawei Mix 4 XL bị đốm, bị sọc thì có phương án nào sửa hay không. Thì đối với những máy mà Huawei Mix 4 XL do rơi va đập dẫn hiện tượng sọc màn hình, đốm màn hình thì không có phương án nào sửa chữa, chỉ có cách thay mới trọn bộ màn hình. Đối với những khách hàng mà muốn sửa để lấy dữ liệu thì chỉ có cách là thay những cái màn đốm, màn sọc này để lấy dữ liệu sử dụng, còn để mà dùng thì không dùng nổi. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Huawei Mix 4 XL nói chung và màn hình cảm ứng của Huawei Mix 4 XL nói riêng. Thế mới các bạn khi cần, những khách hàng ở xa muốn thay màn hình cho Huawei Mix 4 XL thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Những khách hàng ở xa, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ bị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn kiểm tra đúng hàng, quý vị các bạn đặt. Mọi thông tin thêm về dịch vụ thay mới màn hình, sửa lỗi xanh màn hình, sọc màn hình, đốm màn hình trên Huawei Mix 4 XL, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.